Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình chú lại chỗ Quýnh Vũ với anh em để giới thiệu với anh em một số pha mai vàng, một số pha mai quý ha. Cái cây mai vàng này thân nó lắc nè anh em, nó lắc đảo luôn anh em, cốt cành đẹp ha, nó lượn lên nè, những cái nó lượn rất là đẹp anh em. Thân nó già gần hến luôn nha anh em, nhìn thân kìa, quá đẹp ha, giá mềm nha anh em. Tứ quý luôn ha, tứ quý lùng lực sát lớn rồi nè, để khủng luôn ha, quý rồi nè, đủ mặt hàng cho anh em lựa luôn ha. Giá quái không nha anh em, giá mềm mềm không à, lâu này hôm nay giá mềm mềm không anh em, quý ha. Rồi anh gục đây. Rồi thì nói đầu tiên là chào tất cả anh em YouTube ha. Hôm nay chương trình lên là có 14 kho, trong đó là 3 kho mai vàng và 11 kho tứ quý ha. Rồi mình nhắc lại số điện thoại anh gục. Số điện thoại là 0907 914 218. Rồi số thoại của Vũ xung góc trái mình với màu xanh cho em dễ quan sát nha nè. Đó là cây số 1 ha, pha mai vàng bonsai lục lục mai vàng nha em, bởi cũ rồi anh em, quá đẹp ha. Cây này anh em nhìn bởi cũ nữa nè, nhìn bởi với mình những cây cổ gì đó nghe nè, bỏ chặt ra nè anh em, quá chưa a à luôn nha anh em. Tay cành này đóng thì đủ cho anh em lọc cái nón luôn ha. Ok anh gục. Cây nhiều lắm nghe nè. Rồi, thông số luôn ha. Rồi, thông số luôn gục coi. Quỳnh Thăng là 52. Cái bài đặt cung nó là 80 nha em. Bài đặt là 80. Đường kính bầu cung nó là 53. Đường kính bầu là 53. Chiều cao cung nó là 60. Rồi mã số 1 giá sao anh gọi coi. Rồi cái mã số 1 bây giờ là xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 7.800.000 ha. Rồi mã số 1 giá 7.800.000 nha nè. Bao ship này mọi miền Tổ quốc nha nè. Dạ quá quái nha anh em. Bây giờ 560 bàn mà giá này ha anh em. Mà bữa đế này anh em, cái quất cây này anh em, rất là mềm cho thời điểm này nha anh em. Rồi tiếp theo cái mã số 2, mã số 2 phô mai vàng thân nó lượn nha anh em. Quá đẹp nha anh em. Cốt cành như sắp vậy ha. Trực lắc ha anh em. Quá đẹp. Một cốt trực mã lắc ha. Cây này mình chưa chừng lắc hay giá lâm cũng được anh em đó. Thấy không? Nó lắc lượng cây này. Tay cảnh đóng nè. Cây này mới bứng về em chưa cắt ha, để chừa chừng hao về cho anh em cắt, sao cắt rồi thấy chắc keo luôn ha anh em. Gần ngút rồi anh em. Cây này ở ngoài nhìn như cây khế vậy đó nè anh em, mình mẩy nó nổi gùng gùng, nó gùng hết trơn ha anh em. Cây này rất là bự nha anh em. Cây này ngang cũng nó 80 ha anh em, khoảng nó có 60 ha. Ok anh gục. Bây giờ kiếm được cái mai vàng này cũng căng lắm nha anh em. Anh em có thằng đó nè, cái này nó lên đây nè, nó gãy nhẹ rồi nè, thấy không? Nó ra đây nó lắc lên lại ha. Vô tâm lại nha anh em. Nó lăn từ dưới lên trên luôn ha anh em. Nhìn cái thằng nó găng rồi đẹp anh em. Nở hậu mà bóp chốt ha anh em, cái cây này là phong thủy luôn ha anh em. Ok. Nở hậu nó nở nè. Nở trên phần cái hậu luôn ha. Ok anh gục. Bóp chốt. Cây này ngoài bự lắm nha anh em. Ngoài 4 năm người khiêng đó anh em. Cây này là cây quý nó đi thì xếp nặng lắm nha anh em. Cây này anh em là cái chốt là phải chỉ cọc em mới cho đi được nha anh em. Ok anh gục. Cây này được xếp chứ sợ đi phải đi xe tải rồi đó anh em. Cây quá bự ngoài. Hấp đứt tài cảnh đóng rồi nè anh em. Tài cảnh đóng này anh em về là chơi luôn nha anh em. Ok anh gục. Ngày mai mà kiếm cái thế này là khó lắm nha anh em. Mở lượng như thế này nè. Mở đẹp hay nè, em thăng lên em thăng nè. Mở gắt hay nè. Bóp gót tí hay nè. Cốt cành nó nhịp lên tới ngọn luôn hả nè. Nhìn thằng nó lắc duyên quá nè em ơi. Lắc mà nó dặn cái thằng, nhìn cái cây này nè. Nó gần guốc cái cây nhìn quá đẹp ha. Rồi cho thông số luôn gột coi. Mở số 2 là pha mai vàng nha nè. Ngang đầu đế nó là 70 nha anh em. Ngang đầu đế là 70. Rồi. Rồi lên đây nha anh em, cái cao nhỏ nó thế này anh em. Ok. Cao nhỏ của nó là 57 nha anh em.
Quần eo là 57 nha anh em. Đường kính bầu của nó là 56. Đường kính bầu là 56. Tới chỉ cần của nó, tới chỉ cần mẫu của nó là 92 nha anh em. Thoát thân là 92 nha anh em. Đây này cao tới 2 mét mấy quá nè. Đúng rồi. Cao tới 2 mét 2 mét 3 đó nha anh em. Cao 2 mét mấy tới 1 mét 5 nha anh em. Ok. Cây nảy năng thế anh em đo lên tới đây cho anh em câu luôn thế anh em. Rồi. Năng cây nó bự anh em, nhìn ngoài nó bự. Lên tới đây là 42 luôn nè anh em. Tới đây là 42 nha anh em. Rồi mã số 2 giá sơn gồ coi. Rồi cái mã số 2 này mình xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 15.500 ha. Rồi mã số 2 giá 15.500 nha anh em. Quá là mềm anh em ơi. Bao ship anh em. Rồi nhìn anh em. Cây 60 hoành thân lắp này một lốt nữa ha anh em. Thân lắp mà cây này anh em cũng như là cây 70 hoành nha anh em. Tại cái cây mình nó đúng nở rồi. Nè anh em. Đó nó nở thì này, mình đo thì mình móc thước cho mình đo hết anh em. Nhìn hồn dung như ngoài cây dữ lắm nha. Như là anh em dạ như anh em nó coi 70 cũng được mà. Cây 60 cũng được anh em ơi, tại nó nở cái cây anh em. Hả? Mà đo hai thước cho anh em ha. Rồi nhắc lại anh em cây mai vàng mã số 2 này giá cũng nó là 15.500 ha. Rồi. Ok. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là phôi mai vàng nha anh em. Cái này nó xù hết khúc này luôn nè anh em. Xù hết trơn luôn nè. Ok. Cái này nó đang muốn đâm tược luôn rồi nè anh em. Cái mạnh ha, nó nhúng tượng trên nè anh em thấy không? Ok. Cái này giờ anh em xả bầu là chậm thấy anh em. Nói chung giá cây giá này em báo giá là giá sinh viên luôn nha anh em. Rồi không số lên gột coi. Quá quái nha anh em, cây này dạng quái nha anh em. 32 hoành thăng. Hoành thăng là 32. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Cục đá đặt của nó 1m1. Đường kính bầu 37. Rồi. Và mã số 3 giá sơn gột coi. Rồi cái mã số 3 giao lưu với anh em giá của nó là 1.900.000 ha. 1.900.000 mã số 3 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 4. Mã số 4 là phô mai tứ quý nha anh em. Lùng lực cái bộ đế khủng khiếp anh em ơi. Đặt luôn nha anh em. Đặt kẹo luôn ha. Đặt sạch luôn nè, mà nó quánh khoai văn luôn, khoai văn không nha anh em thấy không? Nhìn gối ha. Anh em, nhìn mấy cái gối nó đi ra, cuốn cuốn đi ra, cuốn vô không nha anh em. Nhìn cái cây ở ngoài. Đây cái mặt này đế nó liền luôn nha anh em. Đế cộng nào nó nhìn anh em, bắt tay nó sổ xuống cả gan tay thế anh em. Ok. Quá xả cục đế nữa anh em ơi. Quá khủng khiếp vậy nè. Quý bây giờ muốn cạn rồi thế anh em, mua giờ khó khăn lắm thế anh em. Thông số luôn. Rồi. Nghe cái bài đặt là 75 nha anh em. Nghe cái bài đặt ngay vị trí này 75 nha anh em. Ok anh gục. Ngay vị trí đặt này nè nghe anh em thấy không? Ok. Nghe cái eo trên đây là 48 nha anh em. Cái eo là 48 nha anh em. Như cây này đẹp đam lên chậu như cây bảy mấy đây nè. Đường kính bầu của nó là 62. Đường kính bầu là 62. Chiều cao của nó là 89. Chiều cao là 89. Quá xa tôi quý anh em ơi. Rồi mã số 4 giá sao anh gột ơi. Rồi cái mã số 4 này mình xin giao lưu với anh em giá của nó là 19.500 ha. Rồi mã số 4 giá 19.500. Bao ship anh em mọi miền tôi quắc nha năm. Rồi tiếp theo cái mã số 5. Mã số 5 là phôi tôi quý lùng lực anh em ơi. Cái cũ đấy khủng khiếp ha. Chứng lùng lực luôn hết anh em. Lùng lực luôn hả? Tay cầm đóng này mặc sức em giờ mình ghép chơi ha. Quá xả cái củ này mày. Để bắt tay không nè anh em nè. Để lực không nha anh em. Nó phanh vô trong củ này nè anh nè. Chân nè. Cây okay này anh em làm còn xuống nữa nghe anh em. Để lực không bỏ đều hết trơn hết anh em không? Ở trong đây nè. Để bành không thấy anh em thấy không? Kẹo cho hay nè. Đây anh em coi nè, ở trong đây nè. Để mà cùng tay đều. Mấy mặt này là anh em làm xuống được nè nha anh em. Đó. Đấy bỏ bự một tay không thế nè. Mã số 5 cũng là tứ quý nha anh em. Mã số 5 là tứ quý. Mình có 1, 2, 3 cây mây vàng nha anh em. Như là tứ quý hết ha. Tứ quý hết. Rồi thông số luôn gục coi.
Quần eo là 49 nha anh em. Quần eo là 49. Đường kính bầu là 46. Đường kính bầu là 46. Chiều cao của nó là 58. Chiều cao là 58. Rồi mã số 5 giá sao anh gột coi. Rồi mã số 5 thú quý này xin giao lưu với anh em, giá của nó là 12 triệu 500 ha. 12 triệu 500 mã số 5 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là phô mai túi quý anh em ơi, cái cũ đế khủng khiếp ha. Đấy sổ bằng 4 tắc đó nghe anh em. Ok anh gột. Anh em giờ chơi cục đế nó phô diễn là nguyên cái mặt chậu luôn ha anh em. Tay cành này đủ anh em lợp cái nón lửng ngang đây ha anh em. Ok. Anh là nhìn em hai cái cục đế nó hoàm cho miệng chậu ha. Quá sát cục đế, cục đế nên em ơi. Hết biết rồi. Khủng khiếp. Rồi, thông số luôn. 31 quần thăng nha anh em. Quần thăng là 31. Đế sổ là 4 tắc. Đế sổ là 4 tắc nha anh em. Đường kính bầu của nó là 50. Chiều cao là 72. Rồi mã số 6 này giá sao anh gột coi. Rồi mã số 6 này xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 8 triệu 800 ha. 8 triệu 8 mã số 6 vậy nè. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 7. Mã số 7 cũng là phô mai thú quý luôn nha anh em. Ủa đế đẹp quá nha anh em. Quá sáu bộ đế này anh em ơi. Ok anh gục. Rồi, thông số luôn. Rồi. 39 hoàn thăng nha anh em. Hoàn thăng là 39. Chiều cao là 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Rồi mã số 7 này giá xanh gục coi. Rồi cái mã số 7 chú ý xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 3 triệu 300 ha. 3 triệu 3 mã số 7 nha anh em. Bao ship nên mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 8. Mã số 8 là phô mai thứ quý nha anh em. Cái cục đế khủng khiếp anh em ơi. Cục đế kìa anh em. Đế nó có cầu 2m ha anh em. Đế có 2m nha anh em. Đó. Cái này lên, cái này liền luôn nha anh em. Cái này nó dính vô cây luôn nha anh em nè, anh em thấy không? Nè. Nó liền cây luôn nha anh em. Nó phải cây gầy hết anh em thấy không? Nó liền với luôn nha anh em. Cái đu nó liền luôn hết nè. Ở đây nó có cái hẻo nhà ta xử lý ta nhỏ ta chặt cái này nó lành rồi nè. Nói chung cái hẹo tứ quý là không ăn thua cho nha nam, nên là mình quay mình phải báo cho anh em gì ha ha. Anh em mà nhìn thì video thì cũng thấy ha. Rồi, thông số luôn. Rồi. Đấy quá khá nè em ơi. Cục đế đặt cũng là 1m4 nha nam. Cục đế đặt 1m4. Chiều cao là 86. Chiều cao 86. Hợp lại. Quanh eo của nó là 40 nha anh em. Quanh eo là 40. Xích xuống đây là 45 nha anh em. Như cây này 45 hoành ha anh em. Rồi mã số 8 giá sao anh gục coi. Rồi cái mã số 8 này xin giao lưu với anh em, giá của nó là 12 triệu 800 ha. Rồi mã số 8 giá 12 triệu 8 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 9. Mã số 9 là phô mai tứ quý nha anh em. Thằng nó lắc anh em nè. Thằng nó lắc cốc cành đẹp nha anh em. Đế đẹp luôn ha nè, đế quy cũ luôn ha. Ok, được. Quy đế kìa nè. Lắm đẹp ha nè. Rồi, thông số luôn gồ coi. Ba mươi ba quần thăng nha nè. Quần thăng là 33. Chiều cao là 75. Chiều cao 75. Đường kính bầu là 36. Đường kính bầu là 36. Rồi mã số 9 này giá xanh gục coi. Rồi mã số 9 này xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 3 triệu 500 ha. Rồi mã số 9 giá 3 triệu rưỡi nha nè. Bao ship này mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 cũng là phô mai tứ quý nha nè. Thằng trực cốc cành đẹp ha. Để cũ luôn nha nè. Giá sinh viên ha nè. Giá sinh viên ha. Cây này giờ anh em tập chơi ghép lấy bò không được ha nè. Ok anh gục. Nó có cái cũ cũng đẹp ha. Rồi thông số luôn. Chiều cao là 62. Chiều cao 62. Đường kính bầu 27. Đường bầu 27. Quần eo của nó là 25. Quần eo là 25. Cái cũ là 31. Cái cũ 31 nha nè. Rồi mã số 10 này giá xin gột ơi. Rồi cái mã số 10 này giao lưu với anh em, giá cũng nó là 1 triệu 100 ha. 1 triệu 1 cái mã số 10 nha nè. Bao ship này mọi miền tôi quá ha.
Rồi tiếp theo cái mã số 11. Mã số 11 là phô mai tứ quý. Giá sinh viên luôn nha anh em. Đây là vậy anh em ghép cho chị chỉnh đủ hay anh em. Giá có chịu ngoài hay anh em. Ok anh ngủ. Rồi hồng số luôn. 30 hoàng thăng nha anh em. Hoàng thăng là 30. Chiều cao là 48. Chiều cao 48. Đứng đầu 33. Đứng đầu 33. Rồi cái mã số 11 này xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 1.600.000 ha. 1.600.000 mã số 11 nha anh em. Bao ship này mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 12. Số 12 là phô mai tứ quý nha anh em, sắc lớn nha. Trời anh em giờ chỉ chờ chọt 2 bo hết anh em. Chơi được ha. Lấy độc chủ nhẹ lên đây lợp ra đây chơi được hết anh em. Cây chọn hàng đặc hết anh em. Ok. Đấy, đẹp ha. Rồi, thông số luôn. Dạ. 40 hoàng thăng nha anh em. Hoàng thăng là 40. Chiều cao là 56. Chiều cao 56. Đường kính màu 30 tính. Đường màu 39. Rồi mã số 12 giá sao anh gọi coi. Rồi cái mã số 12 xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 3.900.000 ha. 3.900.000 mã số 12 nha anh em. Bao ship này mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là phô mai tứ quý nha anh em. Quay cảnh quá đẹp ha. Rất đẹp nha anh em. Cái này hoành cũng lớn anh em, tay cảnh đóng này anh em. Tứ diện luôn ha anh em. Đây này anh em ghép chơi mặt sức chơi ha anh em. Để quá đẹp anh em ơi. Rồi, thông số luôn. Rồi. 42 nha anh em. Quần eo là 42. Ngang đầu đế cũng nó là 48 nha anh em. Ngang đầu đế là 48. Đường kính bầu là 45. Chiều cao nó 1,5 m. Rồi. Rồi mã số 13 giá sao anh gột ơi. Rồi cái mã số 13 này xin giao lưu với em, giá cũng nó là 5.500.000 ha. Rồi mã số 13 giá 5.500.000 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha. Mã số 13 này. Để quá để vậy nè. Rồi 5.500.000 bao ship. Rồi tiếp theo cái mã số 14. Mã số 14 là phô mai vàng. Cũ đế quá đẹp nha anh em. Quay cành đẹp ha. Cây này cũ dữ lắm, cũ kìa nè. Anh em là chơi phun tạc dù hết nè. Ok anh gục. Cái cũ đó anh em coi ha. Cũ nè nè. Cũ nó 60-70 thế nè. Cũ là lót đặc kẹo luôn nha nè. Rồi thông số luôn. Rồi thông số luôn gục coi. Mình thăng là 38. Cú đặt của nó là 64 nha anh em. Cú đặt là 64. Đường kính bầu là 47. Đường kính bầu là 47. Chiều cao cũng nó là 1,5 m nha anh em. Rồi mã số 14 là xin giao lưu với anh em, giá cũng nó là 4.800.000 ha. Rồi mã số 14 giá nhiêu anh gọi ơi? 4.800.000. Bao ship nè mọi miền Tổ quốc nha anh em. Rồi cái mã số 14 là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em nữa hết giờ trực tiếp Vĩnh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em yêu quý hiệp chân bấm mình đăng ký kênh để có động lực đi săn cây và đi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em cứ video sau mới nhất sớm nhất.